Xin mến chào quý vị, các chị, cô chú. Quay trở lại kênh Viết Phú trong video mới ngày hôm nay. Thì Viết Phú có đi đến một cái quầy bán đồ gia dụng, hay là toàn hàng mới thôi nhé. Thì trên này có rất nhiều cái nồi cơm điện, cũng như là cái bếp từ, cũng như các cái phích nước, máy đánh trứng, các thứ, nồi nướng. Thì ở đây có mấy cái bếp từ cao tần và nồi cơm điện cao tần, em sẽ quay cho quý vị, các bác coi. Đây là một cái bếp từ IH cao tần này. Thằng này là của thằng Yamazen. Yamazen là cũng là một thằng sản xuất bếp từ của Nhật này. Thằng này nó rơi vào tầm khoảng tầm 5 đến 6 cân gì đấy. Hai bếp. Thằng này IH cao tần nha quý vị, anh chị, cô chú. Đây. Đây có 7 nấc nhiệt yếu, mạnh dần. Gia nhiệt hỏa nhập đấy. Mạnh, yếu, mạnh, đấy, các thứ. Bên này bếp, công suất từ 300W cho đến 1400W. Giá của con này, đây là hai cửa này, hai cửa IH cao tần này, điều gì đây, chữ điều và chữ lý, chữ cơ. Thì đây nó có ghi giá của nó là 15.800, tương đương khoảng là 3 triệu 2 mấy Việt Nam đồng mình đấy. Đấy. Thì công suất 1400W. Đây là có gì đây, 7 cái tầng cai đăng và 7 tầng đăng cai, 7 tầng 7 tầng nhiệt, 7 tầng giá nhiệt, 1 2 3 4 5 6 7. Đấy, điện nguồn này, start bên này và tam mự bên này 24 cm là tối đa, 24 cm tối đa này. Thì nó có gì đấy, hầm cái này và hầm này là không được hay thế nào đấy, có cái biểu tượng gạch chéo. Đây là một cái bếp từ cao tầng 3 triệu mấy, con này về Việt Nam nó tầm thêm 1 triệu gì đấy, vì nó công cũng khá là nặng. Nó có hộp này, chưa tính hộp này nhé, 5-6 cân chưa tính hộp này. Hộp rất đẹp, hộp nặng lắm. Hộp vào nữa là hộp gỗ, nói chung cũng khá đắt, 3 triệu mấy về Việt Nam thì khoảng tầm 5 triệu. Đây là một con bếp từ nho nhỏ của cũng Yamaha, cũng là IH nhá, induction heater này. IH là viết tắt của induction heater này. Heater là gia nhiệt bằng điện đấy. Thì ở đây có rất đơn giản thôi, nhưng bếp từ con của mình nha, con này giá 1 triệu, cũng khá đắt. 6 cái tầng nhiệt, 6 tầng tăng nhiệt, và có giá là khoảng tầm 1 triệu, và cũng công suất 1000W. Đây có mã là Yamaha Yamaha IEL F100 W. Sau bên này là một con khác, đây là một sản phẩm cũng là IH đến từ nhà sản xuất nào đây, không thấy ghi của nhà sản xuất nào, chắc là cũng của Yamaha thôi. Con này có giá cũng bằng con bên kia, cũng 1 triệu. IH induction heater đây, có cắm điện và các thứ, ăn lẩu ăn nướng các thứ. Gia nhiệt gấp cao tốc trong vòng 3 phút này, hay là bảo ôn này, là giữ duy trì nhiệt, agarự tăng nhiệt, giảm nhiệt, tăng giảm gia nhiệt, start này, điện vào này. Tất nhiên là chạy 110V rồi. Ba gì đây, nó có 1400W. Mình sẽ lật phía dưới lên để xem thêm một ít thông tin. Hàng này nó tất nhiên là mấy hàng nhỏ này thì made in China thôi nha quý vị anh chị. 100V và 1400W này. Và tạp nhiệt ở dưới này, 1 triệu, người Việt Nam cũng hạ nhẹ hơn 2 cân, mắc cân. Bên này là một con IH khác đây, của thằng Iris Oyama, hay là một hãng khá là lạ em cũng không biết, có giá 2 triệu đồng, 1400W và 6 tầng nhiệt, thì cũng đáp ứng các cái nhu cầu cơ bản thôi. Đấy, con này cũng cái đường kính chảo 22 đến 24 cm là tối đa. Bên này là các cái bếp loại này thì
đậu bằng dây mây so này thì chắc là mình cũng chắc là ít người có nhu cầu đối với những loại như này, là tầm 600-700 nghìn cái, nặng tầm 1 cân. Cái này bằng sứ đây. Ở đây là mọi cái máy nướng bánh bằng điện, có các khuôn loại bánh 500 nghìn một cái. Đấy, giờ này là có mấy cái bếp nướng khác, muốn nướng nướng loại này để ăn đồ nướng, giá tầm 1,5 triệu. Cái này rất là đơn giản, tầm 700 nghìn, 800 nghìn. Đấy, một số máy nướng như thế. Em quay tạm cho quý vị anh chị các bác xem. Sang bên này có mấy cái nồi cao tần, nồi cơm cao tần. Sang bên đối diện em quay cho các bác xem này. Đây vào đây có rất là nhiều nồi cao tần. À, từ bé đến lớn, ở đây người ta có ghi đây, đối với một người ăn thì sẽ là 3 cái, người ta trên này thường ghi là này 3,3, 5,5 và 3, nó chỉ hợp này, này. Thì một người ăn thì sẽ là 3 múc ấy, và 3 người ăn 5,5, đây là mức 5,5 này có thể ăn được 3 người, và cái mức ghi là một như ở đây một này thì lại sẽ ăn được tầm 4-6 người sẽ ăn được. Đấy. Đây người ta có ghi ký hiệu trên từng nồi nha bác. Gia Di Rự Si, Yo Di Rự Si là cái nồi cơm cao tần có thể nói là nổi tiếng nhất trên thị trường Nhật Bản. Thì em sẽ quay một vài con đại diện. Đây là IH, Yo Di Rự Si hình con voi này, là nổi tiếng, rất nổi tiếng. Ni Hong Se nhé. Ni Hong Se chế là từ chế phẩm sau của sản xuất của Nhật Bản này. Con này có mã là IH NPVF 10KM2TA và có 5,5 hộp, nghĩa là khoảng tầm 3 người ăn, có thể 4 người ăn cũng được. Giá của nó là 3 triệu đồng, hàng mới 100%, 1105W, và sẽ tự động, ví dụ như là 25 phút trên một lần tự động cái nhiệt nhất gì đấy hay sao đấy, em không rõ lắm. Đấy thì mở có rất nhiều chức năng, mở ra đây các bác xem. Cái ruột nồi đây có tặng giấy tờ đây, vào cái múc gạo này, múc 6 múc này, 3 múc này, 7 múc này, đấy kiểu thế. Năm, nó ghi 5 bậc. 5 bậc này là nồi 1 lít. 5 bậc gạch kia là nồi 1 lít. Đấy. Rất đẹp đấy chứ, bọc ni lông các thứ. Đây giá 3 triệu nha bác. Cái này là một con nồi thường của nó này, nồi thường con này không phải là IH này. Có giá 2 triệu, 5,5 hộp này thì là khoảng tầm 4-6 người ăn được. Cái này thì nó sẽ ghi là đây. Okazu 1,5. Trong này nó có ghi đây là nồi thường thôi chứ không phải là nồi trong trường này nó có ghi IH không? Có, đây là một nồi IH tiếp đó, em nhầm chút. Đây vẫn là một nồi IH, đây, nó có ghi đây là sản phẩm quảng cáo, giá nó 2 triệu đây. Còn là 2 triệu nhá, 5,5 hộp này thì 3 người ăn, 3-4 người ăn, có thể ăn được, đáp ứng được. 2 triệu, khá rẻ. Mới 100%. Còn trên này là một con nồi thường của Yoji Rusi, cũng là nồi 5,5 hộp này. Thì công suất của nó thấp hơn cái nồi cao tần, ví dụ nồi cao tần là 1100W thì con này chỉ có 600W thôi. Đấy. Thì vẫn lần 3-4 người ăn. Cái giá là 2 triệu nhá. Chưa đầy 2 triệu, gần hẳn từ khoảng 2 triệu gì đấy. Nó chênh lệch nhau hơn 100.000 đối với con này thôi. Cái tội gì mua cao tần mà dùng thì mua con này làm gì đúng không? Cái này nữa. Đây có một con cao tần IH của cũng của Yoji Rusi. Con này nồi nhỏ hơn, 0,5 lít. Có một số bác có yêu cầu tìm một số nồi nhỏ nhất, nồi như này là nhỏ nhất rồi, diện tích cho 3 vạch như này là bé nhất rồi, 0,5 đến 0,6 lít đây rồi. Nhưng mà yêu cầu nó có chế độ nấu cháy, nấu cháy thì em không biết chế độ nấu cháy người ta ghi như thế nào mà tìm nữa. Cái nồi có cái vằn, cái lòng nồi nó có vằn đấy, nhưng mà đây thì không có, nó là nồi trơn thôi. Giá là 3 triệu tầm 3 triệu 3 thì đấy đó. Còn là 3 hộp này thì là 1 người ăn, một đến ăn ít thì hơn 1 người ăn tí. Đấy, 1 người ăn tí. Bên này là của Iris Yoyama,
cũng là một nồi IH của Arito ra mà còn khá đắt, 3,6 triệu. Con này thì cái vẫn còn bọc cái nồi trong này, trong này có ghi khá đẹp, chữ nó còn nổi vàng lên đẹp hơn so với cái bên da di lụ si kia, nó vuông vắn mà nhìn nó gọn hơn, nó đắt hơn. Đây bên này là một nồi to 1,8 lít gì đấy nhỉ. Cái này thì dành cho 4-6 người ăn. Đây nồi của ruột của nó đây, rất là to, 10 vạch. Đấy, 10 vạch thì tầm 1,8 lít gì đấy. Con này giá là 2 triệu đồng nhé, hàng mới nhé, 2 triệu đồng. Zoji Ruxi, mã là NLD A18WA. Đấy, công suất 900W. Con này thì công cho các cái chức năng của nó đơn giản hơn so với mấy con kia, nên là với công suất nó cũng thấp hơn 900W. Thì nó không phải là một nồi cao tuần, nó là một nồi thường nên là nó không rẻ hơn. Đây, sau bên này là Zoji Ruxi cao tuần đây. Zoji Ruxi cao tuần đây, con này 10 vạch 1,8 lít. Con này có giá mới của nó là 2 triệu rưỡi. 1295W. Đấy. Ok này, 4 đến 6 người ăn, thậm chí là 7 người ăn cũng có thể là ăn được đối với những người bình thường. Còn những người ăn khỏe thì chắc là 4 người ăn, người ta cũng chơi 5 người ăn người ta chơi hết nồi. Bảo ôn này, nấu này, giữ nhiệt, giữ nhiệt này, menu có thứ. Thì có đồng hồ luôn. Bạn này thì bác cứ cắm điện vào. Khi nó chín thì cứ cắm điện liên tục thì nó sẽ nóng cơm liên tục, nó không như nồi của mình. Nồi ở Việt Nam mình các như không như các cái nồi thường ấy. Đồ cao tần này thì cơm ăn rất là ngon. Giá của nó 2,5 triệu nhá. Ở bên này là một con IH khác của Zoji Ruxi. Con này cũng rất là to, 10 vạch 1,8 lít. Đây, rất là dày, rất là nặng. Con này thì có mã của nó đây. NPVF18KM2TA. Quay gần cho bác xem. Có ghi số 1 này, 1 là 4, 6 người ăn này. Con này giá 3 triệu rưỡi nhá. Rất là bảo hành 3 năm này. Bảo hành 3 năm, ăn yên tâm sử dụng này. Bảo hành 3 năm này. Sản phẩm made in Japan này. Đấy, con này thì bảo ôn được 30 giờ nhá, nghĩa là bảo ôn nghĩa là duy trì cái nhiệt độ ấy. Đấy, các bác cứ cầm cắm điện vào. Cơm chín rồi cứ cắm dây thế thì nó sẽ vẫn duy trì được cái độ nóng của cơm trong vòng 30 tiếng. Rất là tuyệt vời. Đấy, bên này còn cái nữa, nó quay nốt cái này. Cũng là của Zoji Ruxi, thằng IH. Con này thì có mã của nó đây, NPZG18TD này, có giá 5 triệu 4 triệu 6 gì đấy. Cũng rất là to, 10 vạch nhá, 1,8 à 1,8 lít. Con này tầm 4,6 triệu. 1370W, công suất cao nhất. Con này thì cũng yên tâm sử dụng trong vòng 3 năm. Và nó không thấy ghi cái thời gian bảo ôn ở đây, cũng là bảo ôn cái nhiệt độ của cơm trong vòng 30 tiếng, duy trì nhiệt độ vòng 30 tiếng. Đấy, bên kia có một số con bình nước nóng người này, siêu tốc nữa, đem chẳng quay nữa. Có một số máy gì kia pha cà phê này. Đấy, máy pha cà phê thì em lướt qua cho bác xem vì có một số bác có hỏi. Đây là một số máy pha cà phê Kohi Mega. Đấy, máy pha cà phê nhé, 600W. Mã nó CM100WTKM, có giá là 400.000 thôi. Đấy, rất là đẹp, nhỏ gọn nè, đánh xoay các thứ. Bên này một con khác có giá 550 gì đó, 650W. Con này có 4 nấc này, sẽ là cái gì đây, nói dòng nói chung máy có khác, có cà phê thì em không xanh lắm nhé. Nên là có một số bác có yêu cầu quay thì em cũng quay, nên các bác có gì thông cảm. 540ml, hơn nửa lít rồi à, cũng rất là được nhiều cà phê đấy, tha hồ uống. Ở gia đình thì tha hồ uống, còn quán thì phải có một số quán máy to người ta bán ở đồ cũ. Đây, đây một số máy khác, nói chung mấy máy này thì nó tầm rẻ thì tầm 200.000 là con trắng kia rẻ nhất. Đắt dần, con này 550, con này 1 triệu, con này 1,3 triệu, 1,4 triệu gì đấy. Đấy, con này nó lên đến đúng 540ml, 4 nắc này. Con này thì đắt hơn, con này công suất 650W của thằng Zoji Ruxi luôn nhé, cái thằng nổi tiếng về sản xuất nồi cơm, đấy, Zoji Ruxi. Đấy, một số con quay cho bác tham khảo. Thì em cũng xin chấm dứt video tại đây.
Cảm ơn quý vị anh chị các bác đã theo dõi video ủng hộ và ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua trong cũng như các video sắp tới. Em cũng chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các video lần sau ạ.